Thế là ông tới ông nhũng nhẽo Đức Phật. Nếu ai mà có đi Phật tích á, thì cái núi mà Gichakuta là cái núi Linh Thú Sơn á, thì quý vị đi trên con đường đó thì nó có giữa cái đoạn gần lên tới cái hương thất của Đức Phật á, thì nó có một cái bãi, cái bến. Mà cái bến đó là cái ngày xưa là cái bến đậu xe ngựa, cái xe ngựa mà chở ông vua đi á. Tức là ông đi lên Đức Phật riết mà nó có cái chỗ đậu xe của ông luôn á. À, giống như bây giờ Phật tử mà đến chùa hoài thì có cái chỗ đậu xe rất là quen. Thì quý vị mà đi lên cái núi mà chiêm bái Phật tích đó, quý vị thấy hướng dẫn viên và các thầy sẽ chỉ cái chỗ mà ông vua bái xe đi, ông hay đậu cái xe ngựa đó, ông đi bộ lên ông đảnh lễ Đức Phật. À, thì ông vua này ông gặp Đức Phật, ông mới nói tại sao con là vua, cái gì con cũng có, uy quyền con có, của cải con có, thứ gì con có, mà sao con sống nó không có được nhẹ nhàng thoải mái. Thì Đức Phật ngày xét ra thì ông này ông là vua, ông ăn uống nhiều quá cho nên nó sanh ra cái lừ đừ. Mà ông bà mình nói một câu là hãy căng da bụng, nó trùng da, da mắt, ăn riết rồi nó phát phì, phát béo, con người mình nó mệt mỏi. Cho nên Phật dạy ông bốn câu. Phật nói dễ lắm, con về trước khi con ăn á, con kêu cái ông quan cẩn thận đó, mấy ông quan công á, ông đứng đó, ông đọc cho con nghe cái bài kinh này, bốn câu này là con sẽ từ từ con sẽ đổi. Phật dạy ông là ăn uống luôn tiết độ, sống trong sự tỉnh thức, dừng lại trước khi no, già chậm tuổi thọ già. À, thế là mỗi lần mà ông chuẩn bị ông lên ông ăn á, yến tiệc là vua mà, cái ông lính ông đứng ông đọc liền, ông nói Đức Phật dạy rằng ăn uống luôn tiết độ, sống trong sự tỉnh thức, dừng lại trước khi no, già chậm tuổi thọ dài. Đọc riết em bữa nào cũng đọc vậy riết, ông nói tao biết rồi, đọc hoài. Thì trong cái bài này nó có một cái yếu tố là chúng ta phải tập dừng lại trước khi no. Mà cái này rất khó. Mình nói mình ăn rau cải nhưng mình ăn quá no cũng không tốt. À, ông bà mình dạy một câu là đừng bao giờ xài cái chữ quá, mà nên xài cái chữ khéo. Bởi vì giận quá thì mất khôn, mà no quá thì mất ngon. Mà quý vị nhớ, nếu như mình thực dưỡng mà mình dừng lại trước khi no, trong kinh Đức Phật Ngài dạy cái vị tỳ khu ăn còn 4 miếng nữa no, ngừng. Cái chỗ đó mới là tu. Chứ không phải là mình ăn rau cải tu nha. Mình ăn cái đời sống thiểu dục tri túc, tức là ham muốn ít mà biết đủ, thì mới gọi là tu. Cho nên sẵn đây chúng tôi tặng cho quý vị 4 câu mà chúng ta phải ráng nhớ nha. Đó là gì? Không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng, không có cái biết nào bằng cái biết đủ, không có cái vui nào bằng cái vui đạo. Vui mà vui đạo mới là vui, vui mà không đạo chôn vùi thế nhân. Và thứ tư là không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ, vì buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không thà tà bữa nào. Vỗ tay cái cho vui. Cho nên như quý vị ăn thì nhớ dùm sư là dừng lại trước khi no. Mà nếu như tập được cái vậy thành thói quen thì quý vị sẽ khỏe mạnh thôi. Rồi câu thứ hai là đi chậm chậm thông thả, nói chững chạc ít lời, làm điều điều túc tắc, chừa thời gian nghỉ ngơi. Mình nhiều khi mình đi vội lắm quý vị. Mình dục tóc á, là người ta gọi là gì? Cái chuyện dục tóc bắt đạt nó xưa rồi, bây giờ là người ta nói một câu là dục tóc bốc dục. Hư luôn, tức là dục luôn. À, cho nên phải đi chậm chậm thông thả, nói chững chạc ít lời. Cái người mà nói chững chạc nó hay hơn cái người nói nhanh. Nói chững chạc là nói có suy nghĩ. Ông bà dạy là phải uống lữ 7 lần mới nói. Còn Đức Phật dạy là phải nói trong sự tỉnh thức, chánh niệm. Thì cái lời nói của mình nó ít xuất phát từ tham lam, sân hận, ganh tị, tật đố. Cho nên phải nói chững chạc ít lời, làm điều điều túc tắc, chừa thời gian nghỉ ngơi. Mình nhiều khi mình dúi đầu vô mình làm dữ lắm. Vì vậy mà người ta có một câu rằng là sanh chẳng mang đến. À, xin lỗi quý vị là không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. À, nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã, nếu tâm mình buông xả thì hạnh phúc có đâu xa. À, cái câu mà người ta khuyên rằng là con người thật mâu thuẫn, trẻ muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành, làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền, chữa bệnh rồi lại bệnh, vì lao lực kiếm tiền.
Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ lo lắng về tương lai, họ quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận nên ung dung nhẫn nhơ, rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Vì vậy người ta khuyên mình là làm điều điều túc tắc, chừa thời gian nghỉ ngơi. Đó là cái câu đoạn thứ hai. Cái đoạn thứ ba là gì? Bản thân sự đơn giản là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc và tấm lòng hướng thiền. Ở trong đạo mình thì nó có một cái pháp môn gọi là thiền. Mà quý vị ở đây đi chùa nhiều vậy chứ chúng tôi đố quý vị chữ thiền nghĩa là gì? Thiền là gì? Không lẽ ngồi xếp bằng nhắm mắt là thiền hả? À, thiền ở đây nó từ cái chữ Phạn Pali là cha na. Người ta phiên âm là thiền na. Cái nghĩa của chữ thiền là gì biết không? Là thiêu đốt phiền não. Như vậy thì mình tu cái gì không cần biết, phương pháp như thế nào không cần biết, mà chúng ta thiêu đốt được phiền não thì cái đó gọi là thiền. Cho nên thiền nó có hai, một là thiền chỉ, hai là thiền quán. Một là dùng cái sự nhiếp tâm để mà thiêu đốt phiền não, hai là dùng cái trí tuệ để mà thiêu đốt phiền não. Cái trí tuệ là mình phải hiểu sâu, nhìn thấu các vấn đề là mình giải, quá giải được cái nỗi khổ niềm đau. Người ta nói con người mình khổ là qua bốn câu thôi. Thứ nhất là gì? Buông không đành. Thứ hai là gì? Nghĩ không thông. Thứ ba là gì? Nhìn không thấu. Thứ tư là gì? Quên không được, khổ hoài. Cho nên bây giờ mình phải hiểu thông, nhìn thấu thì mới hết khổ. Một vấn đề mà mình hiểu rồi thì mình không có khổ nữa. Cho nên người ta khuyên câu là biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Do mình không biết đạo cho nên mình có buồn chuyện trái ngang. Bây giờ biết đạo là dứt khoát quý vị không có buồn chuyện trái ngang. Mình tập cái tâm là mình quán cái sự nhân duyên. Cái duyên của người ta như vậy, mình cứ mỗi ngày mình buồn hoài à. Mình thấy một cái người nghèo, người khổ, người bệnh, mình cũng ngồi mình buồn nữa. Mà nếu như ai mà có cái tâm đó thì tôi bảo đảm quý vị buồn suốt ngày sáng đêm, năm này qua năm kia cũng không hết. Tại người khổ người nghèo nhiều lắm. Cho nên mình phải tập cái tâm mình là biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Mình hiểu, mình thông, mình thương thì được, chứ mà kêu buồn là không được. Có mấy Phật tử đi từ thiện dùng sâu dùng xa, đi về xong rồi cái lòng nó buồn mấy ngày chưa hết. Buồn đó nó truyền qua cho sư luôn. Điện cho sư: sư ơi, bữa con lên Sa Pa, trời con thấy mấy đứa nhỏ trên nó khổ quá, sư ơi con về con buồn quá trời con. Sư nói trời ơi không biết nó khổ hay con khổ. Hỏi sao vậy? Trời con thấy nó không có quần nó mặc. Mấy đứa nhỏ nó đi chân không, nó đứng mà trời lạnh lắm. Mình ở trên đây, mình xuống dưới mình mặc hai ba cái áo, mấy cái quần mà còn thấy lạnh mà nó không mặc quần. Nó đứng nó khổ quá con. Sư ơi, sư nói trời ơi nó sanh ra ở đó, nó không quen mặc quần, con mặc nó cũng cởi ra à con ơi. Nó lạnh nó quen rồi, con ở dưới xứ nóng con lên con mới thấy lạnh. Rồi con nghĩ ai cũng như con về con khổ mấy ngày á, tự làm khổ mình. Mà cái đứa bé đó bây giờ kia nó mang dép nó đi, chừng mấy bước nó giục dép nó ra đi, chừng không. À, xin lỗi quý vị vì lý do kỹ thuật. Cho nên chúng tôi, cái vụ cúp điện này chúng tôi mới nhớ hoài, là chúng tôi hay đi giảng là cái khổ con người nó có ba loại khổ chứ không phải một loại khổ. Cái khổ thứ nhất là gì biết không? Là khổ khổ. Là cái người sanh ra họ bị trải nghiệp, cho nên là gọi là khổ khổ. Cái khổ thứ hai là hoại khổ. Là cái người sanh ra hưởng phước nhưng cái phước đó hết xuất hiện cái khổ. Cái hoại thì cái phước đó, hết cái phước đó gọi là xuất hiện cái khổ. Giống như cái người mà họ khổ khổ là giống như là họ không có điện, không có quạt máy. Họ ngồi nóng nực, họ khổ. Còn mình đang có điện, có quạt máy, cái bỗng dưng cái vô thường tới, cúp điện, xuất hiện cái khổ liền. À, cái khổ thứ hai là gọi là cái hoại khổ. Cái khổ thứ ba là chúng ta lệ thuộc trong hai cái này gọi là cái khổ thứ ba. Bây giờ chúng tôi giảng tiếp nha. Đơn giản là cái tốt không phải một đặc ân phải rèn luyện mới có, mà cũng có dần dần. Đây là một cái pháp môn mà chúng đòi hỏi chúng ta phải rèn luyện, phải tập cái đời sống đơn giản. Mình thì hay phức tạp lắm. Người ta khuyên mình là cứ đơn giản những vấn đề phức tạp.
cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy, tại lòng người sống dậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy, kìa vô u vẫn đẹp giữa vô thường. Tại vì cái lòng mình nó sanh sự, cho nên sự nó mới sanh. Nếu cái lòng mình không sanh sự thì cái sự nó không có có sanh. Sẵn đây chúng tôi gửi tặng quý vị câu hát Sanh sự sự sanh. Bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh. Nếu không sanh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh ơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hàng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui thoát vòng mà sự sinh. Hay không mà vỗ tay lớn quá vậy? Thiệt không? Tặng thêm bài nữa. Bài này có tựa đề là Về bên cõi Phật. Nghe ai phát tâm lo tu, sư mừng thầm niềm vui khôn xiết. Cánh đời ngày càng đau thương, mấy ai đâu mà lo sửa mình. Đường Tây Phương ngày đêm rộng mơ, mà người không ai đến nơi, cứ say đắm hoài cõi trần khổ đau thân đọa đày. Tu đi trở nên nghi nan cho lỡ làng, đợi thôi nên chán. Lắng lòng niệm Phật ăn chay, để mai đây về bên cõi Phật, đường an vui nhàn thân vĩnh kiếp. Đời là hôi tâm khổ đau, đã bao kiếp rồi lâm chìm biển mê ơi nghẹn ngào. Cái này nghẹn ngào thiệt rồi đó. Trời, thương là thương cho chót luôn đi, biết không? Thương cái này tức ngực quá. Quý vị nghe lại nha. Tu đi trở nên nghi nan cho lỡ làng, đợi thôi nên chán. Gắn lòng niệm Phật ăn chay, để mai đây về bên cõi Phật, đường an vui nhàn thân vĩnh kiếp. Đời là hôi tâm khổ đau, đã bao kiếp rồi đâm chìm biển mê ôi nghẹn ngào. Về cực lạc Tây Phương sướng vui ngàn năm chẳng buồn. Sớm chiều nâu xứ soi kinh, mong cầu trần gian thái bình. Người trong năm châu biết tình bác ái thương nhau, nâng đỡ nhau tu hành cho cửa thiền ngát một mùi hương. Mau chân đến nơi Tây Thiền cho cuộc đời bình yên mãi mãi. Tháng ngày cười hát rong chơi, canh an vui rộn vang tiếng cười. Đầy thân tiên nào ai hay biết, đường về Tây Phương chẳng xa. Khó khăn tiếc là lòng người chẳng tu cho thật thà. Nhớ tu cho thật thà nghe. Cái câu cuối lại câu cảnh tỉnh đó. Có nghĩa là gì? Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếc là
lòng người chẳng tu cho thật thà. Sống chậm và đơn giản, cách sống của người khôn nó thật sự rất tốt cho thể xác tâm hồn. Sống lâu tôi thấy vậy, hãy nghe lời khuyên này. Nhưng cũng khó lắm đấy, khó thì luyện hằng ngày. À, mới hát con bài lên tặng bó hoa rồi. À, bởi vậy Mr. Đàm hát con bài mà 8 bó bông. À, nãy giờ hát 2 bài được bó. À, rồi quý vị nghe tiếp nha, cũng sắp hết giờ rồi. Bây giờ là sống lâu tôi thấy vậy, tức là cái người này họ sống lâu họ thấy như vậy. Hãy nghe lời khuyên này, nhưng cũng khó lắm đấy, khó thì luyện hằng ngày. Tức là cái gì cũng phải tập từ từ. Người ta nói dù đục dù trong thì con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp thì cây lá vẫn xanh. Dù người phàm tục hay người tu hành cũng phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời là méo mó, sao ta không tròn tử nơi tâm. Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm, những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời là trơn láng, thì chắc gì ta đã nhận ra ta. Trên cuộc đời ai cũng có thể tiến xa, nếu vấp ngã phải biết vươn mình đứng dậy. Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Triết lý này đơn giản, giúp tôi sống xưa nay tự tại và thoải mái giữa đời phức tạp này. Thì câu kết của chúng tôi rằng cái cuộc đời là nó phức tạp lắm quý vị ơi. Bản chất của cuộc đời là do con người chúng ta quá phức tạp. Cho nên bây giờ mình phải có một cái pháp môn để mà chúng ta tu tập để đối phó với cuộc đời. Cho nên chúng ta sống với cái triết lý đơn giản này để chúng ta đối phó với cuộc đời phức tạp này, để chúng ta có được cái sự an lạc giống như đệ tử của Đức Phật. Thời gian không nhiều, cho nên trước khi dứt lời, chúng tôi xin khuyến mãi quý vị thêm một bài hát nghe thầy thuyết kinh nữa rồi chúng ta kết thúc. Bài này xem như là món quà tinh thần mà hôm nay chúng tôi có dịp trở về Tân Vạn Phước gặp gỡ lại quý Phật tử, được quý Phật tử yêu mến. Chúng tôi rất là vui, cho nên chúng tôi cũng không biết tặng quý vị món quà gì. Vật chất thì nó không bằng tinh thần, cho nên chúng tôi chọn một cái bài hát là nghe thầy thuyết kinh để gửi đến cho quý vị, xem như món quà tinh thần trao đến cho quý vị nhân dịp khóa tu ngày 30/4/2019 tại chùa Tân Vạn Phước sáng hôm nay. Và bài hát này cũng xin được khép lại buổi giảng của chúng tôi với nhiều trục trặc kỹ thuật, 2-3 lần cúp điện, nhưng mà quý vị cũng vẫn cố gắng ở lại để mà nghe, không bỏ về. Đây là một cái niềm khích lệ rất lớn cho bản thân của một vị giảng sư. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Mời quý vị thưởng thức. Nghe thầy thuyết kinh con đã ngộ thêm cuộc đời. Khi chưa hiểu đời, cuộc đời bạc chẳng như dối. Lòng tham ích kỷ chi khổ đau, lòng tham luyến ái chi hại nhau. Quyết tâm tu hành làm cho đẹp thân tâm, giải thoát ngàn sao. Khi vừa biết tu con thấy đường tu là đẹp, không ai vương bụi trần thì đời sẽ hết thương đau. Tụng kinh thứ nhất Di Đà kinh, trở về cảnh giới Di Đà tâm, phát tâm tu hành niềm an lạc nơi tâm, con thấy vui đời. Quan Âm Bồ Tát bởi lòng từ, lòng từ ban khắp xóa đau thương, để dòng sanh tử dứt vô minh.
thực hành quán vô minh từ đâu? Tương lai con quyết chí hành trì đạo màu, con giải thoát sân si, diệt trừ nghiệp chướng bởi vô minh, tìm về bạc chánh con hằng mong. Con trì pháp hoa mới biết Phật tâm là gì. Ba thừa chỉ một, chỉ một Phật tánh nơi tâm là cao quý nhất như hạt châu. Bởi vì con biết khi tụng kinh pháp âm nghe rồi liền đi vào trong tâm con thấy an lành. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ đã hết giờ. Lời cuối cùng cho phép chánh định được nói lời niệm ân trên ni sư trụ trì cùng chư vị Phật tử Mạnh Thường Quân trong ban tổ chức thỉnh giảng sư, đặc biệt là toàn thể đạo tràng Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay. Quý vị cho chúng tôi một khoảng không gian thời gian thật là tuyệt vời để chia sẻ buổi giảng được thành công mỹ mãn. Cuối cùng xin cầu chúc toàn thể quý vị luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng mấy bạch trên thượng tọa giảng sư, con thay lời cho các Phật tử hành giả tâm thành kính tri ân đến thượng tọa giảng sư. Chúng con biết thượng tọa bận nhiều Phật sự, nhưng vì tiền đồ của Phật Pháp mà thượng tọa trở về đạo tràng chúng con nằm trong hẻo lánh này để ban pháp lành cho các Phật tử hành giả chúng con những lời pháp. Thượng tọa đã đưa vào tâm thức chúng con càng thêm vững chắc trên bước đường học Phật. Giờ này thời thuyết giảng của thượng tọa được phiên mãn, chúng con kính nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho thượng tọa giảng sư pháp thể khinh an, phước trí miên trường, tệ đăng thường chiếu, để tiếp tục là thạch trụ cho đạo pháp lợi lạc quần sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này con kính thỉnh thượng tọa giảng sư cùng các Phật tử hành giả khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.